Hello everyone. Hello my dear student. I'm Văn Quý Hòa. I'm a new lead teacher at the Central College of Transport 5. Xin chào các em. Tôi tên là Văn Quý Hòa. Tôi là giáo viên tiếng Anh của trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 5. Hôm nay tôi sẽ lên lớp với các em bài số 1 Daily Activity. Okay, so now I want to say something about objective of the lesson. Mục tiêu của bài học. By the end of this lesson, you will be able to remember and use the words and phrases related to the topic. Qua nội dung bài học này thì các em có thể nhớ và sử dụng từ vựng về các hoạt động hàng ngày. Pronounce these words and phrases correctly. Các em có thể phát âm được các từ và các cụm từ có liên quan đến các hoạt động hàng ngày một cách chính xác. And speak and write these words and phrases correctly. Các em nói và viết cũng được sử dụng các cái từ này có liên quan một cách chính xác nhất. Okay, and about the content of the lesson. Thầy sẽ nói đôi điều về cái cấu trúc của bài học hôm nay, tức là nội dung bài học của hôm nay. Warm up, the first part. The warm up, cái phần đầu tiên là phần khởi động, tức là tôi muốn các em ôn lại các phần từ vựng, cũng như là kiểm tra lại kiến thức cũ. The second part is introduce the words and phrases related to daily activity through asking and answering questions. Phần thứ hai là thầy sẽ giới thiệu các từ và các cụm từ có liên quan đến chủ đề là các hoạt động hàng ngày và thông qua cái việc hỏi đáp. The third part, practice. Phần thứ ba là phần luyện tập. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập các cái bài tập để có thể nắm thêm được các cái kỹ năng. And the fourth part and the last part is consolidation and homework. Phần thứ tư là cái phần chúng ta sẽ củng cố, cùng nhau củng cố và hoàn thiện các cái nội dung có liên quan trong bài học, cũng như là các em sẽ được giao một số cái bài tập về nhà. Okay, so now, let's start with warm up. Phần đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần khởi động để ôn lại những kiến thức cũ. You will be shown the pictures and you will try to find the words correctly to fill in the sentences. Đầu tiên các em sẽ được nhận được các hình ảnh và nhiệm vụ của các em sẽ phải tìm được các từ có liên quan đến để hoàn thiện các câu cho sẵn sau đây. Right, the first picture and the sentence. He playing. Các em có thể nhìn hình ảnh này và các em có thể nhận xem được là cậu bé này đang làm gì đó. Right. He playing. Cậu ấy đang chơi. Chơi gì ạ? Yes, game. Game, yes. He playing games. He is playing game. Các em có thể lặp lại theo thầy. He is playing game. He is playing games. Thank you. Chúng ta sẽ sang cái câu thứ hai với cái hình thứ hai. Các em nhé. Okay, what is he doing? What is he doing? Cô ấy đang làm gì các em nhỉ? Okay, and my sentence. She listening to. Cô ấy đang làm gì các em nhỉ? Đang nghe. Nghe gì ạ? Music. Các em có thể lặp lại theo tôi. She listening to music. She listening to music. Thank you. Mời các em sang cái hình số 3. Right? Right. Picture number 3. What is he doing? What is he doing? Cậu ta đang làm gì ạ? Okay, and my sentence. He doing his. Cậu ta đang làm gì ạ? Làm gì đấy? Ta thấy cái hoạt động của cậu ta là cậu ta đang làm bài tập nhà và cậu ta cảm thấy chán nản với cái việc học bài tập nhà của mình, làm bài tập nhà của mình đúng không? So he doing his. Homework, right? Các em có thể lặp lại cái câu theo thầy. He's doing his homework.
Mời các em sang câu tiếp theo. Hình tiếp theo. The boy. What is the boy doing? Các em nhìn hình xem thì cậu bé này đang làm gì ạ? Yes, very easy question for you. He watching. Yes. TV, or you can say television, right? He watching television, or he watching TV. Các em có thể lặp lại theo thầy. Huh? He watching TV. He watching TV, right? Cậu ấy đang xem TV, right? Okay. Next, hình tiếp theo các em. Right? What are they doing? Họ đang làm gì ạ? Các em nhìn hình xem họ đang làm gì. What are they doing? Làm gì đấy? Yes, đọc sách, right? And my sentence. They are, yeah. Gì các em ạ? Reading books. Các em có thể lặp lại theo thầy. They are reading. Đúng rồi. Okay, so now we can sum up again. Bây giờ chúng ta có thể tổng hợp lại. Hình thứ nhất của chúng ta là play games. The second picture, hình thứ hai của chúng ta là, và hoạt động thứ hai của chúng ta là listen to music. The third picture, hình thứ ba của chúng ta và hoạt động thứ ba của chúng ta là do homework. The fourth picture, hình thứ tư của chúng ta và hoạt động thứ tư của chúng ta là watch TV. The fifth picture, hình thứ năm của chúng ta và hoạt động thứ năm của chúng ta là read books or read a book, đọc sách, right? And we can call these are daily activity or free time activity, or sometimes we can say this hobby. Đây là những cái hoạt động chúng ta có thể gọi là hoạt động hàng ngày, hoạt động trong thời gian rỗi, và nó cũng là những cái sở thích của chúng ta khi chúng ta có thời gian rỗi, right? Okay. Đây cũng chính là cái nội dung mà chúng ta sẽ ôn lại trong ngày hôm nay. Đó là daily activity, các cái hoạt động hàng ngày. Xin mời chúng ta chuẩn bị sang phần tiếp theo. Cảm ơn. Okay, so now we come to our main part 1. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của bài học hôm nay. We will show the picture and you will try to find the words or phrases related to daily activity. Phần thứ nhất là phần chúng ta học về phần từ vựng có những nội dung liên quan đến các hoạt động hàng ngày. Trong phần này, các em sẽ trả lời cho thầy các câu hỏi liên quan đến những hình ảnh. Nhiệm vụ của các em là phải tìm ra được các từ và các cụm từ có liên quan đến chủ đề của chúng ta học hôm nay là các hoạt động thường ngày. Are you ready? Các em xong chưa nào? Các em chuẩn bị xong chưa? Okay, so let's go. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Okay. The first picture. Hình đầu tiên các em ạ. Gì đây ạ? Hoạt động gì ạ? Hoạt động gì đây các em? Yes. Right. Thức dậy, thức dậy, right? You say get up or wake up, thức dậy, right? Get up, wake up. Hình thứ hai các em, right? Hình thứ hai. Cậu đang làm gì đấy?
What are you doing? What time? Look at the clock. The wall clock. Chúng ta nhìn cái đồng hồ trên tường. Mấy giờ các em ạ? Mấy giờ? Yeah, 7 o'clock. So what are you doing? 7 giờ sáng. Như vậy là cậu ta đang làm gì đấy? Yes, have breakfast. Have breakfast. Ăn điểm tâm, đúng không? Have breakfast. Thank you. Next picture. Hình tiếp theo, okay. Have breakfast. Yes. Look at the picture. What is he doing? Cô ấy đang làm gì đó? Cô ấy đang làm gì? Yes. Đánh răng, right? Đánh răng, right? What do we say in English? Chúng ta có thể nói bằng tiếng Anh là brush teeth. Brush teeth. Brush teeth, right? Đánh răng, right? Okay. The next picture, hình tiếp theo các em. Bạn này đang làm gì đây ạ? Đây là gì? Đang làm gì đây ạ? À, ta thấy có cái sao rồi này. Có cái vòi hoa sen đây. À, có rất nhiều cái bong bóng xà phòng, right? Như vậy cô này đang tắm, bạn này đang tắm, right? Đó, tắm vòi sen, right? Như vậy ta nói bằng tiếng Anh là you can say in English take a shower or have a shower. Take a shower or have a shower. Tắm vòi sen. Take a shower or have a shower. Next picture. Hoạt động tiếp theo các em. What is he doing? Cậu này đang làm gì đấy? À, mặc áo quần vào. You can say in English. He's get dressed. Mặc áo quần, get dressed. Thank you. Chúng ta sang cái hình tiếp theo. Next picture. À, nhìn hình ta thấy gì ạ? School bus. Xe buýt mà đưa các em học sinh đến trường. Xe đưa đón ấy. Xe đưa đón học sinh đến trường. Như vậy là các bạn nhỏ này đang đến trường. Đến trường là gì ạ? Yes. Đúng rồi các em. Go to school. Đúng rồi. Go to school. Cái này dễ đúng không? Rồi. Chúng ta sang câu tiếp theo. The next picture. The building. Đấy. Office building. Các cái tòa nhà làm việc, các phòng làm việc. Right? The same with my background. Nó cũng giống với anh này của thầy đây. Tòa nhà làm việc. Right? Như vậy các ông bố, các bà mẹ đi làm. Các ông bố, bà mẹ đi làm. Right? Đi làm là gì? Yes. Go to work. Đi làm. Go to work. Okay, next picture. Gì đó hả? Các bạn này. Bạn này đang cầm quyển vở. What? Holding. Right? A notebook in his hand. Right? Cậu này đang cầm trong tay mình có quyển vở môn tiếng Anh. Right? And the teacher is explaining something. Right, explaining something. Cô giáo đang giảng giải math. Với đang giảng môn toán. Như vậy các bạn trẻ này đang học, right? Học, right? Then we can say study or learn, học, right? Học, study, learn, right? Okay, next picture. Right? A lady, một người phụ nữ, right? Người phụ nữ đang làm gì ạ? Right. There's a laptop in front of her, right? In an office, cô ấy đang ở trong một cái văn phòng, right? Phía trước mặt mình có cái máy laptop, máy tính laptop, right? So she's working, cô ấy đang làm việc, right? Cô ấy đang làm việc. So làm việc là work, right? Cô ấy làm việc. Động từ làm việc là work, right? Next picture. Bạn gái này đang làm gì đây? What is she doing? What is the girl doing? Bạn gái này đang làm gì đó? Yeah, chơi đàn, right? Chơi đàn.
luyện đàn, chơi đàn, luyện đàn. We can say practice the guitar, luyện đàn, hoặc là chơi đàn, ta có thể nói là play the guitar or practice the guitar. Play the guitar or practice the guitar, luyện đàn, chơi đàn, right? Okay. The next picture. Cái hình nữa hơi khó nhìn, right? He holding a tray in his hand. Chúng ta đang bưng trong tay một cái mâm nữa các em ạ, cái mâm đó, right? Look at the clocks. Các em nhìn đồng hồ xem, right? 12, 12 giờ 3, 30, 12 rưỡi rồi. 12 rưỡi rồi, right? So, have lunch. He is having lunch. Anh ta ăn trưa, anh ta đang ăn trưa, right? Như vậy ăn trưa là have a lunch, have a lunch, have a lunch, ăn trưa, đúng không nè? Right. Next picture, next picture. Có nhiều bạn nhỏ, được bố mẹ đón, đón như vậy đón là gì? Pick up, pick up from school, đón ở trường để làm gì? Go home, để về nhà, right? Như vậy các bạn trẻ này nhìn thấy gương mặt rất là vui vì các bạn đã học xong và được bố mẹ đón về nhà, right? Như vậy là về nhà, là go home from school. Đi học về là go home from school, right? Go home, về nhà, go home. Các bạn rất là vui, nhìn cái gương mặt của những em bé này rất là vui. Go home, right? Next picture. Next man lying on a sofa, right? A man lying on a sofa. Có một người đàn ông đang nằm ở trên ghế sofa, right? Man lying on a sofa. Nằm. Có phải ông ta nằm không ạ? Nằm đúng rồi, nhưng hoạt động ở đây ta nghĩ là nghỉ ngơi, right? Nghỉ ngơi, right? So we can say have or take a nap. Have a nap or take a nap. Have a nap or take a nap, nghỉ ngơi, right? Ông ta ngủ, không phải ông ta ngủ ha. Nghỉ ngơi, ông ta để nguyên áo quần giày dép như thế này, ông ta nghỉ trong một chốc lát nào đó thôi, right? Không phải ông ta ngủ, right? Have a nap or take a nap. Đúng rồi các em. Next picture. What is he doing? What is he doing? Bạn gái này đang làm gì đấy? What is the girl doing? Có lẽ đang học, ha? Có lẽ đang học, right? Đúng rồi. Do homework. Bạn ấy làm bài tập nhà. Do homework. Bạn ấy làm bài tập nhà. Do homework. The next. The boy doing. What is the boy doing? Cậu bé đang làm gì đó? Yes, very easy for you. Very popular for you. Rất là dễ biết cái mà. Rất là dễ biết, right? Cậu ấy đang chơi đá bóng, hả? Play football. Play football. Đúng rồi các em. Play football. Right? What is he doing? Nhìn người phụ nữ này đang làm gì đó các em? Đang nấu ăn. Đang nấu ăn. Đang nấu ăn. Đang nấu ăn. See? Cook or prepare dinner. Nấu ăn hoặc là chuẩn bị bữa ăn tối. Right? Dinner, bữa ăn tối. Right? Cook or prepare dinner, chuẩn bị bữa ăn tối. Cook or prepare the meal. Nhìn đây thì ta không biết khung cảnh là tối hay trưa hay sáng, đúng không? Ta có thể nói là cook or prepare the meal, chuẩn bị bữa ăn, right? Cook prepare dinner, cook prepare the meals, right? Okay. Rồi, bây giờ nhìn đồng hồ nè, right? Look at the wall clock, đồng hồ trên tường, right? Bây giờ là 7 giờ, 7 giờ, right? 7 giờ. Và nhìn cái bàn ăn,
ta thấy rất là enormous, rất là nhiều món ăn. Như vậy không thể là bữa ăn ăn sáng được rồi, đúng không? Không thể là bữa ăn sáng được rồi. Không thể là breakfast được rồi. Như vậy đây là dinner. Như vậy là ăn tối, cả gia đình đang ăn tối, đúng không? Right. They are having dinner, right? Như vậy bữa ăn tối, hay là ăn tối là dinner, have a dinner. Have a dinner, ăn tối, right? Cái này dễ rồi, cái này trong cái phần ôn tập của thầy đã cho rồi. Như vậy là gì đấy ạ? What are they doing? Họ đang làm gì đấy? Em bé thì đang chơi với đồ chơi của mình ha. It's playing with his toys. And the couple are watching television, right? Em bé đang chơi đồ chơi của mình, còn cặp này thì đang xem TV, right? Vậy là xem TV, như vậy là watch TV. Watch TV, right? Ok, next. Này đang làm gì đó? Bạn gái này đang làm gì đó? Read the books. Or read books. Read the book. Or read books. Đọc sách, right? Read the book. Or read books. Đọc sách, right? Ok. Look at the wall clocks. Các em nhìn cái đồng hồ treo tường, bây giờ mấy giờ rồi ạ? Right. 10 giờ 10. It's 10 past 10. It's 10 past 10. 10 giờ 10 đó các em. Right. Như vậy là cậu ta sắp đi ngủ. Cậu ta sắp đi ngủ. Vậy là go to bed. Go to bed. Go to bed. Đi ngủ. So we can sum up again all the activity we have learned through. Bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp trở lại tất cả những hoạt động chúng ta đã học qua. Okay. Get up, wake up. Ngủ dậy, thức dậy. Brush, mê tích. Brush tích, tức là đánh răng. Right. Take a shower or have a shower. Tắm vòi sen. Get dressed. Mặc áo quần. Have breakfast. Tức là ăn điểm tâm, ăn sáng. Right. Go to school. Đi đến trường đi học. Go to work. Đi làm. Study or learn. Học. Work. Làm việc. Have or eat lunch. Ăn trưa. Have or eat lunch. Okay, repeat again. Repeat after me again. Các em lặp lại theo thầy một lần nữa nè. Get up. Wake up. Brush teeth. Take a shower. Get dressed. Have breakfast. Go to work. Go to school. Study, learn. Work. Have a lunch, eat lunch. Các hoạt động tiếp kèm. Practice the guitar. Tức là luyện đàn guitar. Play the guitar. Go home. Về nhà. Have a nap or take a nap. Nghỉ ngơi. Do homework. Làm bài tập nhé. Play football. Chơi đá bóng. Cook or prepare dinner. Nấu ăn. Chuẩn bị bữa ăn tối.
Have dinner. Have dinner. Ăn tối. Watch TV. Watch TV. Xem TV. Read the books. Read books. Read the book. Read books. Đọc sách. Go to bed. Go to bed. Đi ngủ. Right? Repeat after me again. One more time. Các em lặp lại thêm một lần nữa nè. Practice the guitar. Practice the guitar. Go home. Go home. Have a nap. Take a nap. Have a nap. Take a nap. Do homework. Do homework. Play football. Play football. Cook dinner. Prepare dinner. Cook dinner. Prepare dinner. Have dinner. Have dinner. Watch TV. Watch TV. Read the book. Read the book. Read books. Read books. Go to bed. Go to bed. Okay, so now, in order to understand more about the uses and as well as being able to use them correctly, so now we come to our practice. The first practice will fill in the gap with the correct word. Để mà hiểu hơn về cách sử dụng của các cái từ mà chúng ta đã học, cũng như có thể nói và viết đúng các cụm từ chúng ta đã học. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần luyện tập. Trong phần luyện tập 1, thì các em sẽ được nhận được các cái hình ảnh với các câu chưa hoàn thiện. Nhiệm vụ của các em là phải tìm được các từ và các cụm từ có liên quan để hoàn thiện các câu sau đây. Are you ready? Let's go. The first picture and the sentence. Hình đầu tiên và cái câu của nó là He very early. He very early. And your answer is? Your answer is? Wakes up. Anh ta thức dậy rất là sớm. Cậu ta thức dậy rất là sớm. Right? He wakes up very early. He wakes up very early. Anh ta thức dậy sớm. Okay, next picture. Trước khi chúng ta sang cái hình thứ hai, thì thầy nói qua cái phần này. Tức là trong cách sử dụng của thể hiện đại đơn. Nói về các hoạt động hàng ngày, thì đối với các cái ngôi thứ ba suýt như là he, she và it, thì động từ cần phải thêm s hoặc là s vào sau. Cái phần này thì chúng ta sẽ được làm rõ hơn ở trong cái bài kế tiếp. Ok, next picture. And the sentence. See her face. See her face. Cô ấy làm cái động tác gì đó? À, rửa mặt. Động từ rửa trong tiếng Anh là gì ạ? Wash. Wash. So, how can you feel this sentence? Các em hoàn thiện cái câu này thế nào ạ? Yes. She washes. She washes. She washes. Right? Okay. And in this sentence, I say something more. Trong cái câu này, thầy cũng chú ý thêm một tí cho các em. Đối với những động từ tận cùng đuôi s, z, ch, sh, or x, thì chúng ta phải thêm s vào sau khi sử dụng ở các ngôi thứ ba suýt như là he, she, it và các cái danh từ suýt. Right? Ví dụ như động từ push, chúng ta thêm vào thành pushes, catch thành là catchy, burst, burzy, fix, fixy, confect, confexes, finishy. Right? Okay. Next picture. And the sentence. They always. Đây là hoạt động gì các em ạ? Hoạt động này hoạt động gì đó?
đánh răng, right? So they always brush the teeth. They always brush the teeth. Các em lặp lại thế này. They always brush the teeth. They always brush the teeth. How about the picture? And the sentence. He in the bathroom. Cậu ấy trong phòng tắm. Cậu ấy làm gì đấy? Mặc áo quần, phải không? Thay đồ mặc áo quần, phải không? So we can say, chúng ta có thể nói, chúng ta có thể biết là gì? Yes. Get dressed. Cậu ấy mặc áo quần. Right? Okay. Next picture. They always on food. Hai em bé này làm gì đó? À, đi học. Right? Đi học là go to school. Right? So chúng ta hoàn thiện là they always go to school on food. Right? Next picture. And seven. They dinner with a family. Họ làm gì đó? Họ ăn tối cùng với gia đình, right? So, ăn tối là? Yes, have a dinner, đúng rồi. They have a dinner with a family. They have a dinner with a family. They have a dinner with a family. Good. Next. They're on the sofa there. In the sofa, right? Hình như đây là một gia đình, họ đang ngồi trên ghế sofa. Làm gì đó hả? Các em có thể nhìn thấy người phụ nữ mặc bộ màu xanh đấy, hả? Màu xanh nhạt, đúng không? Trên tay cầm cái remote control system, cái điều khiển từ xa, đúng không? Như vậy họ đang xem TV, right? And my sentence, right? They TV after dinner. Họ xem TV sau giờ ăn tối, right? They watch TV after dinner. They watch TV after dinner. Good. Next picture. And the sentence. See her homework. Bạn làm gì? Làm bài tập nhà, right? She does her homework. Trong phần này thì thầy nói thêm một tí về thì hiện thời đơn đối với ngôi thứ ba suýt là see. Trong trường hợp này thì ta chú ý có ba cái động từ đặc biệt ở trong thì hiện thời đơn khi chúng ta sử dụng ở ngôi thứ ba suýt, đó là động từ go. Thì ngôi thứ ba suýt ta sẽ là goes. Từ have, ngôi thứ ba suýt sẽ là has. Và động từ do, ngôi thứ ba suýt sẽ là does. Right? Ok, chúng ta sang cái phần luyện tập tiếp theo. Phần luyện tập thứ hai của thầy. Now, listen and decide the statement true or false. You will be shown the statement related to the audio and you will try to decide the sentence true or false. Trong phần này thì các em sẽ nhận được các câu có liên quan đến nội dung nghe và nhiệm vụ của các em là phải nhận định được các câu có liên quan đến nội dung nghe nó là đúng hay sai, tức là so với cái nội dung mà các em nghe được thì các câu người ta đưa ra ở đây đúng hay sai. Right? Are you ready? Yes, let's go. Ok, trước khi các em bắt đầu nghe thì chúng ta sẽ được học một vài cái cụm từ có trong bài nghe tạo điều kiện các em dễ nghe hơn. Right? A typical day. Đây là một ngày bình thường, right? School magazine, đây là tạp chí của một cái trường học nào đó, right? Sports science, đây là môn khoa học thể thao. Go to the gym, đây là đến phòng tập thể thao. Cà phê là một cái quán cà phê. Go online, đây là ta thường hay nói, tức là lên mạng.
we can say surf the internet, lướt net, right? And busy day là một ngày bận rộn. Ok, đó là những cái cụm từ các em sẽ nghe được ở trong bài nghe, và chúng ta sẽ nắm bắt trước khi chúng ta nghe, và nó sẽ dễ dàng hơn cho các em. Right? Hello, Dan. Hi. Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine? Yeah, sure. So, what time do you get up? Oh, I get up very early. I get up every day at 5 o'clock and go to the pool. Then I swim from 6 o'clock to 8 o'clock. You get up at 5 o'clock? Wow, that's early. Yeah. Then at 8 o'clock, I have a shower, I get dressed and have breakfast. I have a big breakfast. Cereals, toast, bacon and eggs and orange juice. What do you do after breakfast? At 11 o'clock, I go to university. I'm studying sports science and I have classes from 11 o'clock to 4 o'clock. When do you have lunch? I have lunch at about 2 o'clock at the university. What do you do after classes? Sometimes I go to the gym, and sometimes I meet my friends at a cafe. What time do you have dinner? I have dinner at 7 o'clock. Then I watch TV or go online, and I usually go to bed at 10 o'clock. Thanks, Dan. That's a busy day. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit www.britishcouncil.org/learnenglishteens. Okay, finish for the audio. Các em đã nghe xong cái đoạn nghe nội dung nghe của thầy vừa rồi. Bây giờ là thời gian để các em làm bài. Right? You have 2 minutes to finish your answer. Các em có 2 phút để trả lời. Okay, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án. Right? Number one is true, right? Number two is false. Number three is true. Number four is false. Number five is false. Hello, Dan. Hi. True. Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine? Yeah, sure. So, what time do you get up? Oh, I get up very early. I get up every day at 5 o'clock and go to the pool. Then I swim from 6 o'clock to 8 o'clock. You get up at 5 o'clock? Wow, that's early. Yeah. Then at 8 o'clock, I have a shower, I get dressed and have breakfast. I have a big breakfast. Cereals, toast, bacon and eggs and orange juice. What do you do after breakfast?
At 11 o'clock, I go to university. I'm studying sports science and I have classes from 11 o'clock to 4 o'clock. When do you have lunch? I have lunch at about 2 o'clock at the university. What do you do after classes? Sometimes I go to the gym and sometimes I meet my friends at a cafe. What time do you have dinner? I have dinner at 7 o'clock. Then I watch TV or go online and I usually go to bed at 10 o'clock. Thanks, Dan. That's a busy day. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit www.britishcouncil.org/learnenglishteens. Hello, Dan. Hi. Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine? Yeah, sure. So, what time do you get up? Oh, I get up very early. I get up every day at 5 o'clock and go to the pool. Then I swim from 6 o'clock to 8 o'clock. You get up at 5 o'clock? Wow, that's early. Yeah. Then at 8 o'clock, I have a shower, I get dressed and have breakfast. I have a big breakfast. Cereals, toast, bacon and eggs and orange juice. What do you do after breakfast? At 11 o'clock, I go to university. I'm studying sports science and I have classes from 11 o'clock to 4 o'clock. When do you have lunch? I have lunch at about 2 o'clock at the university. What do you do after classes? Sometimes I go to the gym and sometimes I meet my friends at a cafe. What time do you have dinner? I have dinner at 7 o'clock. Then I watch TV or go online and I usually go to bed at 10 o'clock. Thanks, Dan. That's a busy day. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit www.britishcouncil.org/learnenglishteens. Right. Như vậy các em đã có được cái nội dung nghe và ta đối chiếu lại với nội dung phần trả lời của chúng ta. Right. Okay, so now we come to the last part. Our lesson today is consolidation in homework. Right. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần cuối cùng của bài học, đó là phần củng cố và bài tập nhà. So today you have learned about daily activity. You know how to pronounce correctly glum, and you know how to use them in speaking and writing correctly. Now you have done the exercise to understand more about the uses of some words and phrases. Như vậy hôm nay chúng ta đã học được rất nhiều về các từ vựng có liên quan đến chủ điểm là hoạt động hàng ngày, và các em cũng đã biết cách phát âm đúng và các cụm từ đó một cách đúng nhất. Hơn nữa các em cũng đã sử dụng được các nội dung vừa học để có thể hoàn thành được các bài tập đã được giao. And you have also learned something about the usage of symbols present tense for ordinary verb. Hope with the content, you will be able to master the next topic. Và cũng trong cái nội dung của bài hôm nay thì chúng ta có nắm sơ qua về cách sử dụng của thể hiện đề đơn, các cái cấu trúc của nó cho những cái động từ thường, ordinary verb hoặc active verb. Hy vọng với cái nội dung mà thầy cung cấp hôm nay thì chúng ta sẽ có thể nắm chắc được bài học trong cái buổi tiếp theo. About your homework, you will have them in your Google Docs. Please do it and submit me at the right time. Đối với cái phần bài tập nhà thì các em sẽ được giao ngay trong cái
cái Google Class của mình. Yêu cầu của thầy là các em phải làm đúng theo yêu cầu của bài tập và nộp đúng thời gian quy định. Và thầy cũng nói luôn về cái phần học tiếp theo của chúng ta. About the next part, we will learn about the uses of to be and on reverb. Thank you for joining me. See you next time.